Không có con cá này. Ờ mày đừng cái giở hỏng quá nó chui ra. Ở chỗ đó, cái chỗ đó đó. Ủa, sao đụng ngay đây là gặp con cá vậy ta? Ủa, sao đụng ngay đây là gặp con cá vậy ta? Đó là quậy. Đâu. Từ thôi, lên từ thôi. Ghê vậy. À, bởi vì ta gọi là hay. Mình đứng bên đây mình coi phim theo mình không đẹp. Dơ luôn rồi đây. Tôm càng. Rồi cũng quăng qua kìa. Con tôm nữa. Còn em cá ngát. Yêu. Rồi đó, vô đúng rồi. 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 Cũng có cá ngát bự biết bự rồi. Bữa nay đi đâu nè? Kiếm cơm ăn. Bèo đây em bè mặt anh coi. Thôi. Cái gì? Sao? Thôi. Đi kiếm cơm hả? À? Gì vậy? Đi chơi lại nó không cho ăn cơm hả? À? Đi coi đi nhà nó chơi nó cho ăn cơm phải tự đi kiếm cơm. Cái gì cũng phải muốn ăn rồi phải lăn đi thế này chứ. Được, mấy gà, không mấy ta chài gì vậy vậy đi. Ở ngoài xong rồi quăng chi cho giữ vô rồi đó giật ngược lại. Tại cái cảm giác của mình á, cái kinh nó nhỏ mình cảm thấy mình quăng nó vừa tay. Còn kia nó bự quá mình tính quăng cho hết cái bương luôn. Áp lực hả? Cho nó xa ra. Quăng nó xa ra mà nó xa không nổi. Ừ anh lên cá ngát hoài cũng được đó. Hai con kìa. Để xa xa hết trơn ra. Nó đâm thiệt đó, cái giỡn bà chạy. Giỡn gì tao nương nó nhậu không. Nó đâu có mà gớm đâu mà sợ vậy. Để cho nó vô mình rồi được. Được. Ô, có hai con à, con cá đói. Con là có cá ngát à con à. Nhỏ xíu à. Rồi nhỏ cũng được á. Ở đây thì nó cỡ đói trọng hơn chút là đâu có. Vì nãy con nãy là bự rồi không? Quậy quá trời hôm đó có cái đằng đó có cái hang đồ luôn em ta nói để bữa nào càng càng con đi sụp đồ mà thấy. Cái này thả sao? Nè, chụp dưới. Trời ơi, không chứ. Con này cá bóng hả? Cá bóng. Hai con cá bóng luôn hả? Cá bóng sao à? Không biết nữa. Hình kia phân loại. Em biết cá bóng là mừng lắm rồi. Rồi sao thả vậy? Bắt, vô kho. Sao nhìn nó thấy ghét cái gì? Thả đi. Cá đậm nhất lắm á. Đây con này bự hơn nè. Cá này cá bóng sao rồi nè. Từ mày bỏ qua cho nó qua cái cây. Là con cá à, nó dễ lắm. Nó lại chỗ này nó cài hoài, có lúc trước lúc trước cài mà không đủ ăn. Nó đối con tay. Ủa sao xuống đây kéo thì không thấy cây ta? Đó mày nhìn qua bên kia. Ôm ra ngoài chứ nữa. Ra ngoài kia có cái cây mà ngoài đó. Mày kéo gì nữa? Đó giờ dở cây lần lần tới đi. Nhưng mà đụng cá hết hồn là. Thì cá được cá đâu hả? Cũng bánh lên mà con cá mà con úp con đá dằn dưới luôn. Có không? Có phải nói. Nhưng mà con cá đụt nhé, nó đụng nó hết hồn. Thank you.
còn con cá trong đó. Không có con cá thiệt mà. Ờ, mày đừng có dở hỏng quá nó chui ra. Ở chỗ đó, chỗ đó. Ủa, sao đụng ngay đây là gặp con cá vậy ta? Đó nó gọi. Ờ, chó đụng. Con cá trong chài không kêu đụng dính cá thì sao? Ông dở tôi chạy ra. Buông cái chài cho nó chạy lên trên đó, con cá chạy lên trên đó. Buông cái chài ra đi. Để ra buông cái chài cho con cá chạy lên trên. Má căng thẳng quá, kéo lên cá con út. Má đang đạp cái chài bên đó. Bắt mấy con cá lên thư cái chài. Mẹ. Đâu từ thôi, lên từ thôi. Ghê vậy á, bởi vì tôi gọi là hay cho nó bị dướng cái chài lật lên có chút đâu cái đối nữa nè. Dễ chạch đi, dễ chạch lên đi, quay đi, dễ tay đẩy lên thì bữa đi, cái ăn cáo luôn á, dục lên tới đó mà dục gì nữa. Sao biết được, rồi nhé, nó lọt xuống cái tụm, nó lọt xuống cái tụm lọt đó. Để tụm băng, ai da, ai da. Này quá, giá dữ vậy. Bởi vì tôi gọi hay không bằng hên phải không? Bác hay quá bác ơi. Chích lên nó gỡ nhảy xuống dưới. Ê, đừng có chụp mặt, lặt, ừ, lấy tay đẩy cái đó, lại, ừ, đừng có chụp nó. Cá ba kìa. Cá nhóc kìa. Nhưng mà đủ, nó dướng đủ cái nè. Chạy xa xíu đi. Chạy gần quá trời. Thấy con gì tí hon đang bơi, đang bò gần mà. Cua. Dạ. Cua nào không? Cua hoàng đế nè. Ok. Cua nè. Trời ơi, đang quay phim. Đang thùi nhỏ luôn rồi. Con tình chạy sáng giờ được con lớn nè. Con tình chạy sáng giờ được con cua lớn. Con ba ký gì nữa. Con này không phải con cua à, con gì á. Xuống xíu nữa, chạy xong rồi đi lên. Ở trên đây, xuống đi. Cãi không à, nó thấy chưa. Ngon ngon, có cái ngát à. Bự dữ không? Nè. Trời bự dữ ha. Đâu, nè, hai con bự nè. Cái này cái gì vậy? Mình đứng bên đây mình quay phim theo mình không đẹp. Dơ luôn rồi đây. Chết đét. Ô. Tôm càng. Rồi ông quăng qua kìa. Tôm nữa. Còn em cá ngát. Yêu.
cá ngát mày không ăn gì mày? Ai biết. Tổng hợp sáng giờ. Thế à? Đấy, nhiều ai. Một con tôm. Đâu vậy? Còn có cái ngát hay gì cả? Hai con nữa hả? Đủ. Đã hay ta? Sao lụm? Sao lụm? Bước xuống đây nó lúng chắc 8 mét thôi. Đây nè. Đây là đằng kia, lội cái đó. Bên ta. Trời ơi, trời xa thiệt. Chồng ốp mé thôi. Ăn liền bữa nay, ngày mai vài khác cho nó ngon. Để đông đá công nữa. Chỗ này hồi nãy anh đi qua rồi, sợ nó hết cá. Đó. Rồi lên, tại chỗ này hồi nãy ông đi qua rồi. Rồi. Đổ cá ra đi. Rồi ngồi xuống. Làm gì? Đổ cá ra. Nãy giờ mày không đổ đi. Quay phim. Trời hay thật, trời dính hay có lắm luôn nè. Ghê thật. Ghê ghê ghê. Hay góc luôn. Đổ cá để đi, gõ nè. Rồi chày gửi sao, đổ cá ra đi, chày gửi sao. Không còn. Ghê, đổ cá nào ra ra. Không đâu, có lúc như cái thùng rồi lấy cái gõ nữa. Kệ đi, cho ông làm gì cũng làm đi. Được không? Cũng được cỡ 1 ký mày. Trời, hơn nhiều, 2-3 ký. Rồi phân loại đi. Phân loại gì? Tao biết phân loại đâu. Rửa đi, đang quay phim nè. Thôi, tao tắm rồi mày rửa đi. Anh rửa cho nó sạch cái đi rồi em. Cao lắm, cao. Xả ống nước ra luôn kìa. Thông minh dữ vậy kìa. Còn sống không? Mày đập chết meo cái gì vậy? Ừ. Bỏ cái thao rồi, thao thương. Phân loại đi rồi em làm cái. Cái ngát này. Cái ngát nhìn y hệt ngát kia rồi. Ủa là có một cái đầu này đó. Mình biết. Mấy cái ngát, điểm rồi. Dỡ lên. Nó chẻm. Ừ, đó vô đúng nè, rồi. Cái đói nè. Rồi. Cái đói nè. 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 Cái ngát kìa. Cái đói nè. Này cái đói nè. Cái đói nè. Cái đói nè. Cái đói nè. Cái đó rồi. Còn có cái ngát bự biết bự hơn kìa. Cái chê nè. Cái chê nè. Hai con. Chạy dưới sông rồi được ba con. Cái chê nè. Có ba con hả? Nhiều lắm mà. Đâu, còn hai ba con cái này nè. Cái chê nè. Cái chê nè, năm rồi đó. Quá trời, ba con nữa. Hai con nè. Sáu. Rồi. Còn lại là cá phi. Rồi. Nhưng cái đầu này, cái đầu này sao ta? Dục rồi, để ăn đi. Thấy không nữa? Ăn gì nổi nữa. Dục có gai không kệ nó. Rồi.